Và sau khi mình đến đây thì mình đã được các bác sĩ và các chuyên viên tư vấn rất là kỹ và giới thiệu cho mình cái liệu trình nano này. Thì hôm nay là buổi thứ ba rồi, thì da của mình nó đã thoát đi rất là nhiều, da của mình nó đã cấp ẩm hơn, căng bóng này, mịn mướt, với lại lỗ chân lông của mình nó được xe khít lại nè. Bây giờ thì các vùng thâm ngay mắt của mình nó đã mờ đi rất là nhiều và da của mình nó đã trở nên đều màu hơn, không có còn bị sỉnh màu. Và khi đi làm thì mình không cần phải make up nhiều, như khi mình có thể để mặt mộc tự nhiên thì mình cũng đã tự tin rồi. Trong quá trình làm thì chị không có cảm giác đau gì hết em. Chị chỉ cảm thấy là chăm chích nhẹ, nhưng mà chị được chính tay bác sĩ làm cho nên là da của chị cũng rất là êm. Chị cũng cảm giác là thoải mái và thư giãn trong cái thời gian làm đó. Thì sau khi làm xong thì da của chị với chị ửng đỏ lên tầm 2 tiếng thôi. Và sau đó thì nó không có còn cái cảm giác này nữa, và chị có thể trở lại sinh hoạt rất là bình thường. Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của Thạc sĩ Kinh tế MC Thanh Mai. BG Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực. Nhiều nghệ sĩ trong và ngoài nước, các chính khách, các doanh nhân luôn đến và làm đẹp trong suốt những năm qua là minh chứng rõ ràng nhất cho hiệu quả và chất lượng làm đẹp tại BB Thanh Mai.